Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay trên tay tôi một chiếc đồng hồ thiết kế cực kỳ thể thao. Đó chính là chiếc Big Bang Unico của thương hiệu Uplo. Nhưng thực ra là cái tên thương hiệu này đọc hơi khó nên chúng ta sẽ đọc theo kiểu Việt Nam là Haplot. Vâng, đây là của thương hiệu Haplot. Đây là một nhánh nhỏ nằm trong bộ sưu tập Big Bang rất là nổi tiếng của thương hiệu Haplot. Đó là bộ sưu tập Unico. Và chúng ta có thiết kế tất cả đều làm từ ceramic. Đây là gốm ceramic rất là bền và có khả năng chống xước hay chống va đập rất là tốt. Tất cả từ bộ vỏ này, từ vành bezel này, tất cả đều được làm từ ceramic. Và thiết kế rất là hầm hố với đường kính 45,5mm. Và tí nữa tôi sẽ thử đeo lên tay để các bạn có thể nhìn thấy là chiếc đồng hồ này lớn đến mức nào. Và như các bạn để thấy thì chiếc đồng hồ này vẫn giữ thiết kế nguyên bản của dòng Big Bang. Nó khác một chút với Classic Fusion. Big Bang thì chúng ta sẽ có một cái đường rãnh ở đây. Còn Classic Fusion thì nó sẽ bo tròn kiểu dáng Classic và đúng cái tên của nó. Đây là một mẫu chronograph. Chính xác hơn là flyback chronograph, nghĩa là như nào? Bình thường chronograph thì bạn phải ấn như này. Đó, ấn lần nữa để dừng, ấn lần nữa để reset. Còn flyback thì như nào? Chúng ta ấn một lần như này. Sau ấn nút 4 giờ, nó sẽ tự reset và chạy tiếp luôn. Đó là điểm khác biệt giữa flyback và chronograph bình thường. Nhưng mà bạn nên cẩn thận, bởi vì có nhiều chiếc đồng hồ là chronograph bình thường mà bạn ấn nút 4 giờ khi chronograph đang chạy thì sẽ rất dễ làm gãy vành răng và làm hỏng luôn tính năng chronograph. Vẫn với thiết kế thể thao đấy thì chúng ta có một mặt số được thiết kế dạng skeleton, trông rất là hầm hố. Vâng, bạn có thể để ý ở đây, ở phía dưới mặt số này là cái đĩa lịch ngày được thiết kế dạng skeleton, khá là tinh xảo và được hiển thị ở góc 3 giờ. Chúng ta vẫn có hai mặt số phụ là mặt số chỉ giây và mặt số chronograph. Vâng, cái thiết kế máy móc thì được nhấn mạnh hơn tại mặt số nửa bên tay trái này. Nửa bên phải được thiết kế che kín trông khá là bất hợp lý và thực sự là không xứng với cả bên tay trái này, nên tạo cho chiếc đồng hồ cảm giác hơi bị lệch lạc. Thực sự thì tôi không thích bên nửa bên phải này lắm. Vâng, còn những cái cọc số bộ kim thì được thiết kế to bản đúng theo phong cách thể thao thôi, và tất cả đều được quen lum, và cái lum này là Super Luminova. Một điểm đặc biệt trên cái dòng Unico chính là cơ chế thay dây cực kỳ dễ dàng, cơ chế click. Các bạn chỉ cần ấn nhẹ vào đây và rút ra là bạn có thể tháo dây cực kỳ dễ. Vì vậy với chiếc đồng hồ này bạn có thể dễ dàng thay dây hàng ngày, có thể thay đổi diện mạo chiếc đồng hồ. Điều này sẽ dẫn đến một câu hỏi là làm thế nào để thay khóa. Vâng, có hai lựa chọn. Một thì bạn mua khóa mới, và hai thì có thể thay một cách thủ công ở đây, khá là dễ dàng. Vâng, bạn có thể nhìn thấy phần chốt này ở đây. Thì nếu bạn muốn thay dây thì chỉ cần dễ dàng là gạt phần này ra là có thể tháo được khóa ra rồi. Nhưng mà ở đây trên máy quay nên tôi không rất là khó thao tác. Vì vậy bạn có thể đến trực tiếp ra bảng luxury để thử. Bên trong chiếc đồng hồ này là bộ máy HUB1242 được sản xuất in-house bởi Haplot. Trước đây thì Haplot sử dụng máy ETA. Vâng, thường là 7750. Nhưng do ETA của Swatch, và Swatch thì đang khép chặt việc cung cấp máy cho các thương hiệu bên ngoài, nên là Haplot phải tự sản xuất một bộ máy riêng cho riêng mình. Và đó chính là lý do ra đời của máy HUB1242. Như các bạn thì thấy thì bộ máy hoàn thiện khá là hiện đại và không có những cái vân sóng black ở đằng sau hay những cái đường vân sọc Cortex trên nắp. Tất cả đều bỏ hết. Bộ máy này thì chỉ có những cái đường xước mờ hoàn thiện sần và được phủ đen. Về những thông số cơ bản thì bộ máy này hoạt động tần số 28.800 nhịp mỗi giờ, thời lượng cót 72 giờ. Và cải tiến hơn một chút so với máy 7750 là thêm cơ chế column wheel, và bạn có thể thấy trên mặt số này. Và khi đeo lên tay thì chiếc đồng hồ này trông khá lớn, đường kính lên tới 45mm. Nhưng thực ra thì với cổ tay 16,5cm như tay tôi thì nó vẫn chấp nhận được. Và một điểm tôi cực kỳ thích của Haplot đó chính là bộ dây cao su. Và tất nhiên là đi cùng với bộ dây cao su đó là cơ chế click như tôi đã nói từ trước.
dây cao su của Hublot thì thực sự là rất là mềm và đeo rất là đã tay. Chiếc Hublot Big Bang Indico thì hiện đang được bán mức giá chính hãng khoảng 20.000 đô. Nhưng mà tất nhiên, nếu với giá bảo luxury, các bạn sẽ nhận được mức giá chiếc khấu ấn tượng nhất. Để biết thêm chi tiết trên đồng hồ này, xin vui lòng truy cập giaobaoluxury.com.